đoạn viên cho đội Nguyễn Văn Trường. Nếu như đội Nguyễn Văn Trường thắng cuộc thì anh Lê Văn Tuân của Trung Châu sẽ thưởng nóng cho đội Nguyễn Văn Trường là 5 triệu đồng, cộng với anh Trần Lợi của Hòa An thưởng nóng vào 1 triệu đồng. Như vậy ở trận thi đấu này, nếu như đội Nguyễn Văn Trường mà thắng đô Phạm Đức Thắng thì có 6 triệu đồng tiền mặt thưởng nóng. Vâng, đây là một niềm kích động rất lớn, động viên tinh thần. Mẹ đô, vào giữa sợi. Hai đô đã thi đấu trong chương trình của buổi chiều qua. Và cũng xin nhắc các hàng đô là hết thời gian của hội, chúng tôi sẽ áp dụng 15 thời gian. Các hàng đô học thi đấu ra đây rồi, các đô là thủ tục. Thời gian cho ban tổ chức, vì vậy các em đã hàng đo số thời gian thi đấu của hội mà không có được thắng được thì chúng tôi đã bắt buộc các hàng đo phải thi đấu cho được. Trong chương trình thi đấu bán tải câu lạc thì các hàng đo thi đấu không qua được, nếu ai được tính hòa thì thi đấu một hiệp một là được quyết thắng, nếu được quyết thắng không có tiền thắng nữa thì chúng tôi tính thuế những dữ kiện tiêu cực và tích cực. Các dữ kiện tiêu cực và tích cực bằng nhau thì giải pháp cuối cùng là liên tục nhận được ủng hộ về tinh thần cũng như là vật chất của quý khán giả cũng như là các doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Hiện đây là anh Tú Lùn và bạn của anh là ở Thọ An đã ủng hộ và ban tổ chức lễ hội là 5 triệu đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và xin kính chúc anh cùng gia đình. Vì vậy cho nên là không có gì để nói mất, có lẽ là sự thi đấu công bình sẽ thuộc về người Nguyễn Văn Trường.
mời các hàng đơn theo đơn cần lâm cơ đồng hồ vật cơ đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trận thi đấu hóa giải như và hiện nay là đội thứ ba tuyển thắng và được trao thưởng đó sau những con mặt của Hồng Hà luôn luôn nhất thiết lập của các bác chất.
cuối cùng.
giới. Còn nếu như ở khu vực mà đã chứng kiến thế giới Thank you.
Trân trọng giới thiệu nhờ ông Lương Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban xã, Phó Ban Tổ chức lễ hội. Xin được trân trọng cảm ơn ông và xin được chúc mừng.